Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em nha. Nay em giới thiệu cho quý anh chị em mấy chiếc xe khởi nghiệp này, em còn 3 cái. Nhưng mà giá từ 68 triệu tới 82 triệu ha. Cái đầu tiên em xin giới thiệu cái MV Nasuki này nè. Cái MV Nasuki này đời 2009. Xe này nhìn cái xe quá đẹp đúng không quý anh chị? Nguyên cái thùng inox luôn. Nhìn cái xe này nó quá sáng luôn, đời 2009, xe rin nguyên bản luôn, xe đẹp cực kỳ luôn ha. Em bán cho quý anh chị 82 triệu về để cho quý anh chị khởi nghiệp ha. Riêng cái xe này thì nhìn tổng thành xe là quá đẹp nha quý anh chị. Đầu cabin rin nè. Nói chung là sơn em có dặm tút lại cho nó đồng màu á. Em có dặm tút lại rồi đó, nhưng mà tổng thành xe là cực kỳ đẹp. Nguyên cái thùng inox, cửa sau bằng inox. Nhìn chiếc xe cỡ đời cao cũng không bằng em nó, nhưng mà giá trị em nói em chỉ bán mấy chục triệu thôi. Riêng những chiếc xe em bán ra là em bao cầu đít số máy nha. Trên cao tuyệt vời. Cầu đít số máy là trên cao tuyệt vời. Đó, nhìn tổng thành xe là quý anh chị thấy không? Xe rất đẹp. Rồi em ơi, quay qua ở bên này luôn. Vỏ lốp là đều hết nha, vỏ lốp đều, cầu đít số là miễn bàn luôn. Máy móc cực kỳ dữ luôn ha. Là riêng chiếc xe Vinasuki đời 2009, em mua ngay chủ đứng tên nha quý anh chị, mua ngay chủ đứng tên. Ủy quyền qua cho em rồi ha. Quý anh chị nào mà có nhu cầu thì em ký hợp đồng mua bán hoặc là ký ủy quyền cho quý anh chị. Là Vinasuki. Tải trọng em nó là hạ tải còn 1 tấn mốt nha quý anh chị. Hạ tải còn 1 tấn mốt. Đăng kiểm em nó là tới tháng 11 năm 2022 ha. Rồi tắp lô nội thất là em nó rất đẹp. Bây giờ em mở cái tắp lô. Cái này là em chưa gắn rồi đầy đủ cho quý anh chị thôi. Nhưng mà cái ghế ráp thì em sẽ làm cho quý anh chị ha. Rồi cái này em vệ sinh lại toàn bộ. Nhưng mà nhìn tổng thành xe thì trên cao tuyệt vời nha. Xe rin hết toàn bộ nha. Máy móc cầu đít số em bao. Máy này chạy cực kỳ ngon luôn á. Vinasuki vậy chứ chạy cực kỳ mạnh nha quý anh chị. Rồi em bán cho quý anh chị là 82 triệu ha. Rồi bây giờ tới em này cũng khởi nghiệp nữa đây nè. Xe này Photon 1,5 tấn đời 2008 nha quý anh chị. Photon 1,5 tấn đời 2008 ha. Xe em nó là hạ tải còn 1,35 tấn đời 2008, thùng dài 3,7 m nha. Em này là thùng dài 3,7 m, 3,6 m gì đó nha. Xe này thì đăng kiểm coi. Xe này đăng kiểm tới tháng 1/2023 nha quý anh chị, tới tháng 1/2023. Xe này em bán cho quý anh chị 80 triệu nha. Em bán cho quý anh chị 80 triệu thôi. 80 triệu. Còn nếu mà có nhu cầu bớt lọc lá em bớt cho anh xíu xíu. Một xíu xíu lọc lá ha. Xe này đời 2008, 1,5 tấn nha quý anh chị. 1,5 tấn hạ tải. Mà xe này riêng máy móc cầu đít số, tất cả các xe mà em bán ra em bao toàn bộ máy móc cầu đít số. Xe của em là không có chuyện đổ hơi. Nếu mà đổ hơi em sẽ làm cho quý anh chị nha. Cho nên quý anh chị cứ yên tâm, đem về làm, đem về chạy hàng chứ không phải đem về chưng. Cho nên quý anh chị cứ yên tâm, đem về chạy hàng là máy móc cầu đít số em đã lo rồi nha. Riêng xe này em bán cho quý anh chị là 79 triệu. 80 triệu bớt lọc lá còn 79, số thần tài luôn ha. Rồi còn riêng em này cũng là em dắt luôn, dắt đời 2007. Tải trọng em nó là 1,25 tấn, hạ tải còn 1,05 tấn nha. Riêng xe này em bán cực rẻ luôn, cái bán cực rẻ cho quý anh chị luôn, 68 triệu thôi. Để cho quý anh chị khởi nghiệp ha, 68 triệu. Còn riêng xe này em nói trước là xe này thì em bán buôn bao tranh chấp ha. Còn hai xe kia em sẽ ký giấy ký tờ nếu mà anh chị có nhu cầu. Còn riêng xe này thì em bán buôn bao tranh chấp. Máy móc cũng vậy, máy móc cầu đít số thì em bao toàn bộ ha. Rồi xe, ba chiếc xe này đều là thùng kèo bạc hết nha quý anh chị. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu bất kỳ chiếc xe nào bên em thì xin liên hệ với em cái số hotline 0977317268 nha. Rồi tất cả các sản phẩm bên em khi bán ra, chiếc nào mà tranh chấp em bao tranh chấp, thì nếu mà có ai tranh chấp có cơ sở em sẽ đền 1/3 cho quý anh chị ha. Rồi cũng trời cũng tối rồi, chúc quý anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, thật là trọn vẹn bên gia đình nha. Em Bùi Hiếu xin chào.